Sông cờ rốc chìm riêng xưa, sông đách, đám, lục chìm tiêu, nẹ ọc nhá, lô ọc nhá, lô lục xây nẹ niên kì nhá. Tu sân nịch chôn từng ọc đại cầm phong tam đàn tu sân cầm thí riêng ẩm phí bôn ba tam online. Đại thuê cạp xài tốt tam rồi dạ Facebook page play ca rồi bỏ hạ kẹo nhu thàn bôn ba chì tí mì trầy. Nhưng bác bàn bạch đà rô bạch bán chì ảnh ụp thiên cao dạ lái nây nhu thàn bôn chào nạ trọp nâng ạ chào nạ trọp nây ạ kẹo nhu thàn bôn ba. Bản miên ca này nhá đọc bông phu bì đàm công vị bố rộn trầy bà tư phu ôm nhựa rộn trầy nâng chìa bà tư phu rì đọc thái bá tư bình tốc chìa kẹn dụ nè kẹn dụ thàn bồn bá. Nhưng bát xông lực dọc thiên ở bọt đầy bì bôn lực đầy kìm bàn bà bà nằm bầy dọc mọc chai đầm lê chìa châm này đắng nây nia thằng ngày nì. Nhưng xông chìm riêp chôn tư xin lịch chôn nè bàn chìa đập thà xâm rạp bôn lực đầy kìm bàn bà bà nì. Dương nâng bắt đầu xong khăn tới lời châm lệch xong khăn xong khăn đôi khăn cầu. Cứ tìm mối, nhóm nâng phụ bạc bằng hai bẹp bọn tên nâng xa vả đà nâng cô bầm nón này bập hết bồn mùi này. Thả ta bồn nâng mình xa vả đà bẹp mách nâng mình cô bầm nón ở vầy khá lạ. Hai nâng châm lệch tí bí, dương nâng dìm bì cầm vật thốt này bồn. Thả ta bồn ní, trời cầm nót lơ đầy bập hết ná. Đầy bập hết ná để dương chặt tốt thay chữ đầy thịt lì mà việc cần lưu một chấm nôn đã bẹp bòn đàn năng rụp hệ bồn này. Hai năng chấm nói tỷ bốn cứ dân năng sạc xa ẩm phê áp ra bốn năng mù lực thán đảm bây cầm nọt bốn. Hai năng chấm nói tỷ bám cứ sạc xa tờ lơ ca kẹn nếp rạp bốn đài rùm miên tàng ưu tế hoa này ca kẹn nếp hoàng đài. Hai năng chấm nói tỷ bà mối cứ dân sạc xa ẩm phê kẹt tạp bạc cách năng ca bạc cả bằng bốn thả ta bộ cô nạc lạc đài miên kẹt tạp bạc cách đã trở đại lý khách bạc cả bằng vốn hai cả đại lý khách bạc cả nó trở thua láng đó đúng đạch hai năng chấm nói tìm phí cứ dân sắc xa một phí tốt toàn này bốn lỡ đầy kì mình bàn bà này không cả rồi này đã cảm ơn sức có này đầy đã trở chọc bốn nâng quạt khó khăn bằng bàn đại lý khách bạc cả bằng vốn rồi có đại lý khách bạc cả bằng vốn dứt thật ta quạt tù rộng này tốt toàn vậy khá hai năng chấm nói trong cái cứ dân này sắc xa một phí này tới vị thị này cả đọc sài bằng đằng tàu và không cả rồi này cảm sức có quạt mình bình chất từ lời ca cầm nọt nắng quạt miền nịch tế vị thí này ca to và bỏ quạt thả tái quạt từ phơ đại đồn mà đại bà mình chẳng nhằm xong từ trong nội tìm mùi tại mặt đó cứ bẹp bọn thần năng xa vả đá này bộ phê bồn này bà bồn lời đây thì mình bàn bà bà cứ trai bàn bằng ca láng đời cho bà phải hành thốt xâm rạp ca cực rộng cho nam một bộ mùa rối cây sắp bàn bài bà ca hai bà đòi bà rì chú krom lê đập mùi nò xô cây sắp bốn cho thằng ngày thì xa mà sắp mùi khai thân lúc chân nằm ở bọn phần buồn rối cây sắp buồn. Hai bốn nít trời bàn đã ăn vọt ai bà mấu chạp đi chân nằm ở bọn phần buồn rối cây sắp bà mùi mọc. Bà. Hai xâm rạp cô bầm nón này bốn nít cứ dương miên cô bầm nón buồn xâm khán. Tìm mùi cứ tục sát này rô rụp hiệp tình đầy tục mình bà bà. Rồng chạm đào bê làng thái lụa do cầm rái lờ. Nhưng hai thà vì sao bảo tế hai thà speculation. Bà. Hai năng chấm nói tí bí. Cứ chấm rối ca pra đầy thư lý ở bàn xăm xa rộp nâng miên ca áp dụng. Chấm này tiết bấy cứ bằng ca sẽ cảm hiệp xe được cách nâng cầm lăng ca nghề. Miên này thay ca nạ đầy thư lý nâng dương bàn pra xăm xa rộp tất tàm xe được cách mà thay đầy cả xe cam dương bàn pra chỉ đầy cả xe cam đầy nông đồng bọn xe được cách dương trời bàn pra chỉ lẽ cả nạ chỉ xe được cách chẳng viết thơ ai sẽ cảm hiệp xe được cách nâng nông bật tế dương nâng miên ca đi chấm ràn hay cầm lăng ca nghĩa có miền ca càng lan tất tạm năng đại chi phô rốt miền ca nghĩa thơ tràn chân môn tất tạm năng đại. Và hai năng châm nói trong cái cứ bồn năng năng châu rùm châm này chứ còn bà giáo đo thật vì ca rốt ba thân nặng cọng chiệt. Miền này thà đại bà mẫu bà năng năng dọc tới áp hiệu vọt nực nóng mù thang. Chẳng khi nhóm xong to tới châm nói cầm vật thổ này bồn. Và thà ta bồn năng dương miền cầm thổ bạc mới thờ cầm nó tới lợi đầy bập hết nà. Chẳng từ tâm cho bạp nâng bọt bình nhạc sẽ đầy vì bồn lỡ đầy tìm bàn bạp ra. Bồn nít trời cầm nót là lỡ đầy đài khó miên dầm nắng. Nâng đầy đài miên dầm nắng, mình bàn bạp ra. Sẽ thật khăn ông bởi chiên là chạy cầm chìa. Chẳng đầm bây đăng tha ta đầy ná, đài chặt tục tha đầy mình bàn bạp ra. Nhưng từ mơ lẽ khăn đài bàn cầm nót nâng không cho bạp. Và nâng không cho bạp, có đôi chìa bạp ca, có đôi chìa sẵn ra cho này nón cứ miên lẽ khăn nạp ràm rập hết. Đại chặt tục tha chỉ đầy thị pra nâng mình trái chọc vốn lửa đầy thị mình bàn pra. Nhưng chẳng, không cả này đầy mình châu lẽ khả nạc tiền pra bà phết ní cứ đầy nâng cứ chỉ cầm vật thổ này vốn lửa đầy thị mình bàn pra. Chẳng, bà phết tí mũi cứ xâm đại tử lửa đầy đầy mình xâm nắng sẽ thật khả nông đầm bán lùm nơi thàn. Chẳng, đầy đầy mình xâm nắng sẽ thật khả nông đầm bán lùm nơi thàn nâng cứ xâm đại tử lửa lùm nơi thàn đại cầm sức tử cơ quạt pra chỉ cần lại nơi xâm khăn rồi bọc luôn.
និងបានស្នាក់នៅកន្លែងនោះចំនួន183ថ្ងៃឬច្រើនជាងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលានៃឆ្នាំកន្លងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៃឆ្នាំ90បាទអានេះបើយោងទៅតាមច្បាប់ឬក៏ប្រកាសលេខ224ប្រកសវពដចុះថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ1996អញ្ចឹងក្នុងគោលដៅនៃប្រភេទពន្ធនេះគឺកម្មសិទ្ធិករម្នាក់គាត់អត់អាចមានលំនៅឋានដែលជាកូនរបស់គាត់នឹងលើសពីមួយកន្លែងបានទេបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់គឺត្រូវមានលំនៅឋានដែលជាទីកន្លែងសំខាន់របស់គាត់នឹងត្រូវមានតែមួយទេវាតាមនិយមន័យនៅក្នុងនេះចំណែកឯប្រភេទទី2គឺសំដៅទៅលើដីជួលដែលមានសំណង់មានការកាន់កាប់ដីប្រភេទហ្នឹងគឺសំដៅដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់នៅឋានឬដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាតំបន់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរហើយដីនោះមានសំណង់ផ្សេងៗដូចជាលំនៅឋានអគារឃ្លាំងដែលបានជួលទាំងដីព្រមទាំងសំណង់ទៅអរិទ្ធិជនដើម្បីយកឈ្មោះប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំក្រោមកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងចាំមានន័យថាកម្មសិទ្ធិករម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានដីហើយដីហ្នឹងគាត់អាចមានជាសំណង់ជាឃ្លាំងជាអីចឹងទៅហើយគាត់បានជួលទៅឲ្យភាគីម្នាក់ទៀតដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ហើយជាថ្នូរនឹងការជួលគាត់បានកម្រៃប្រចាំខែមកវិញអញ្ចឹងដីហ្នឹងចាត់ទុកថាជាដីធ្លីប្រើប្រាស់តរតែយើងមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌលុះត្រាតែលៀបការដែលទទួលបានមានន័យថាចំណូលដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងប្រចាំខែហ្នឹងលើសពី 80% នៃចំនួន 1/12 នៃតម្លៃដីនៅក្នុងឆ្នាំប្រមូលពន្ធគុណនិងមេគុណដែលកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយក្នុងនោះតម្លៃដីត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការវិតម្លៃដីឃ្លីងបានប្រើប្រាស់មានន័យថាចំណូលពីការជួលរបស់គាត់ប្រចាំខែក្នុងមួយខែហ្នឹងយកទៅគណនាទៅធ្វើម៉េចឲ្យឃើញលើសពី 80%ໃນចំនួន 1/12 នៃលៀបការដែលត្រូវបានគណនាហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងមេគុណដែលកំណត់ដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺយើងបានកំណត់នៅក្នុងប្រកាសលេខ744ប្រកសហវពដចុះថ្ងៃទី21ខែ10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996អញ្ចឹងមេគុណហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង 0.08 បាទនៅក្នុងប្រកាសហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីគណនាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដើម្បីចង់ដឹងថារបៀបគណនារលៀបការហ្នឹងគឺម៉េចចង់ដឹងថាតើវាលើសពី 80% ហ្នឹងត្រូវជាប់ឬមិនត្រូវជាប់យើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះគេថាដីឡូមួយមានសំណង់ដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញមានទំហំ 20x60 ម៉ែត្របាទហើយកម្មសិទ្ធិករគាត់បានដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ 1,600,000 ក្នុងមួយខែហើយដែលគេដឹងថាមូលដ្ឋានគិតពន្ធលើដីធ្លីបានប្រើប្រាស់កំណត់ដោយគណៈកម្មការវិតម្លៃដីគឺ40,000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើដីជួលមួយកន្លែងនោះត្រូវជាប់ពន្ធលើដីធ្លីបានប្រើប្រាស់ដែរឬទេអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះដើម្បីដឹងថាតើដីជួលហ្នឹងជាប់ឬមិនជាប់យើងត្រូវធ្វើការគណនារលៀបការសិនទៅពីធៀបគ្នាទៅតាមនិយមន័យដែលមានចែងក្នុងប្រកាសមិញសិនអញ្ចឹងទី1យើងទៅគណនារផ្ទៃដីសរុបអញ្ចឹងយើងបានផ្ទៃដីសរុបតាមរយៈព័ត៌មានដែលបានមកគឺទំហំដីសរុបហ្នឹងគឺ1200ម៉ែត្រការ៉េបាទហើយតម្លៃដីដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការគឺ40,000រៀលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដូច្នេះតម្លៃដីសរុបគឺវាស្មើនឹង48,000,000 រៀលបាទ48,000,000 រៀលអញ្ចឹងយើងទៅរកលៀបការដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការលៀបការប្រចាំខែដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការគឺយើងយក48,000,000 រៀលហ្នឹងយកទៅចែកនឹង12គុណនឹងមេគុណ 0.08 ដែលមានចែងនៅក្នុងប្រកាសលេខ744អញ្ចឹងយើងឃើញថាលៀបការប្រចាំខែដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការនឹងគឺស្មើនឹង320,000 រៀលបាទអញ្ចឹងយើងគណនារកតែ 80% នៃ320,000 រៀលហ្នឹងតទៅទៀតអញ្ចឹង320,000 រៀល 80% នៃ320,000 រៀលគឺយើងគណនាទៅឃើញថាវាស្មើនឹង 256,000 រៀលក្នុងមួយខែគណៈកម្មការកំណត់មកថា 256,000 រៀលតាមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានហើយលៀបការពីការជួលក្នុងមួយខែនោះវិញគឺគាត់ទទួលបាន 1,600,000 រៀលក្នុងមួយខែអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅ 1,600,000 រៀលក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺវាច្រើនជាង 256,000 រៀលអញ្ចឹងចូលលក្ខខណ្ឌនេះគឺដីនេះមិនត្រូវជាប់ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ទេដីហ្នឹងគឺត្រូវចាត់ទុកថាជាដីធ្លីបានប្រើប្រាស់ចំណុចទី3គឺដីដែលមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមការកំណត់បំបានរបស់រដ្ឋគឺសំដៅទៅលើដីដែលកម្មសិទ្ធិករគាត់បានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាដីដាំដុះវិស័យកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរជាដើមបាទអញ្ច
chẳng đôi đại rụp hiện được nông sài nông bàn và há nhé ao ta đầy đại quạt para para xăm sờ bị tam scam hiện sệt cạnh nắng hay dương châu được nông lệ khăn đôi đại nông chấm nói tỷ đá cứ lệ khăn dương thời phiệp thiệp liệp ca đại tự tu ban pi ca thuê cả sĩ cam nắng nông cả này đại quạt tự tu ban liệp ca lơ pi bài sập hiện rơi này chấm nôn mùi phiệp đập pi này đầm lại đây nông chấm nằm một bốn chôn nương mì con đài cầm nát đài bạc cà bọc xương sệt cạnh nương rằng thấu đôi đại dương ban kẹn nền nông chấm nói tỷ pi mà nắng ao ta lơ pi bài sập hiện rơi nắng cứ đây nâng chặt tục thay chữ đầy thị lý bàn bà bà nâng mình trai cho phân lợi đầy thị lý mình bàn bà bà tề nâng chúng nói tị bày này bà hành chân nâng chúng nói tị bày nâng nâng cạn này đà và chia phù rốt gọt phơ sài dòng ca bật bà cót nâng cạn này đầy bọc gọt gọt sạ này nâng gọt phơ sài dòng ca bật bà cót mến tạm ra cho nè nôm lịch xôn đọc rằm phí bà cho nâng ngày tì mùi thân ưu chân em bồn vô rồi cài xâm bồn nâng cứ đầy bọc gọt bà bông bằng co bằng can phò chạy sài nâng cứ cục mình trai cho bốn lời đại thi bàn bà bà tề bà sân chỉ quát châu lệ khan đại miền trái đôi nước nó chấm nói tị bài này bà năng chấm nói tị bốn bà lệ khan tị bốn đã chặt tục tha chữ đại thi bàn bà năng cứ đây chỉ cảm sơ bỏ rọt chùa là ai tề bục cố rư co rụp quan bục cố nam mùi đây bậc phật này cứ chỉ đây xa thiền nã bà chỉ cảm sơ bỏ rọt tu bày miền khnông chỉ xả bờ phón rư càng chỉ xả bờ phón bỏ rọt sầm bát rọt cái đây hỏi đây ní miền lệ cận nạn nào mỗi nơi chấm nói tiếng bấy nấy đây khẳng lời nè chân non chấm nói tị buồn nó cứ chấm đại từ lời đây bỏ rọt hai việt châu lệ cận nạn đôi nâng chấm nói tiếng bấy khẳng lời đài và hai nâng chấm nói tị prám đại chặt tục tha chữ đây bàn prà mình trời cho bồn đá cứ chấm đại đây đại thật cầm cách cầm tiền vinh dục rứ có đây sắm tiền đại trời bàn an nhạt đại cầm rực sa áp vật cầm chia dương hai cặp thật CDC và chẳng không cạn lấy đây để tự ban ca này nhạc cầm rộng quyền dấu rồi có tự ban chia lệ nạng xa mặt tiên nâng không cạn lấy để ở toàn ban ăn uống nơi cầm rộng nước tế đại xa miền bánh hà nà môi đòi bật thiên sạc đồ chìa rộng cụ đại tập chùm nôn rồi có bánh hà ạ xong để sọc xem xê nâng cứ đây nâng ai trai ban lực lệnh bôn lợi đại linh bàn pra lúc tra tài ca ạ khá nụ rồi có ca bây giờ lúc ra tất cả khán rực cao bởi dịp bởi nốt miễn ca tự tù sqol rực có tự tù ca dô prom bì sạp bàn chùm nếm miễn sạm tự kệch nâng cà xuông xuyệt kệch nâng rành thổ chẳng to tay tự tù bàn bì sạp bàn tìm mối cứ sạp bàn chùm nếm nâng sạp bàn tìm bì cứ cà xuông xuyệt kệch nâng rành thổ tù bàn cả nhà bì sạp bàn nâng bì nâng hát cứ đầy nâng mân trời bàn cho bôn lực đầy linh bàn bà tê bà chẳng lẽ cả nạ tiếng pram này cứ dừng chặt tục tha cứ chưa đầy bàn bà bà mình trời chọc bôn lửa đầy linh bàn bà bà tê bà chẳng dùng xong châu tâm mơ này dùng mình ấy đầy bà bà nực nông bôn ní cứ tìm mối đẹp tôn cảm sức cò vì đã cảm sức cò nó cứ xong đáy từ lỡ bộ cô na mùi đài phần này xô gió đầy rồi nhà thô đánh đầy chạp bị thân không dừng cắt lại tới có tự tù sqo là chẳng đi cắt tù sqo lại cả nông ca bà đầy nực nông bôn na mùi nâng bà hay nực nông bà ca lịch bình vậy buồn nó phải chạy đại thạc cảm sự cầm nét cứ chỉ cầm cửa xa mũi bục mà đai xong mày khuôn và bốn rồi con nông mình tốt mày cửa xa rồi xong mà chắc nông mình tốt mình chung một nông bàn cửa xa này bà chanh đại xa bàn mình sẽ mặt kệch chẳng dân xong đại thạc cảm sự cầm nó cứ xong đại các đạo bà rùn từ tầng ọc khả nền nông lẹ khăn đôi đàm miền trái này bà hay bịa thạc đầy thli mình bàn bà bà việc thật đây tìm bàn bà bà cư xong đáy tớ đo đây tiếng lại đại phòng miên lẹ gần nạ mối nấy lẹ gần nạ tiếng pram đôi đạch nhóm bàn chùm riêng chùn bì kháng đà mòn chẳng ai thật đây đã khóc bì lẹ gần nạ tiếng pram môn nắng cứ đây nắng chặt tốc tha chị đây tìm bàn bà hay chùm này gần nạ cảm ca về đầm lại đây tìm bàn bà với trái bàn cầm nát đòi ăn ukrat lệ hà sập rầm bấy cho thằng ngày tìm phải pram khai các đá chân nằm phô mù rồi cài sập pram đại gần nạ cảm ca cầm nát rìa chung mùa đầm bàn tì krong để thời chọc bốn nâng có đôi chiếc nát nơi đầm lại đây để thời chọc bốn khăn ông mùi mệt cả là nâng hay nâng bà mặt tệ trong phố rương vì viết xem xem dễ đàm đôi đêm miền trái nâng nóng bà cả lệ bì rồi mà phải buồn bà hay chẳng dân bà to tờ chùm nói tì bốn nâng nông bọt bằng hai nâng ngày nấy cứ bẹp bọn tên nâng ạc ra nâng mùi than cầm nọt bồn bà to phì dân bàn đăng lẹ ảnh nạn này đầy để trời cho bồn hai chẳng dân từ mơ thả ta bồn nít cầm nọt ta mặt ra bà mạng phía rồi chẳng từ tam cho bạp đại ban cầm nọt cứ bồn nít trời ban cầm nọt ta mặt ra bì phía rồi nây đầm lầy chào nạ trọc rưu đầm lầy đầy đầy cầm nọt từ tam một bạc xâm bồn rồi bà bà cà rồi bà xù nâng cứ dân kết ta mặt ra bì phía rồi hai
mùi than cầm nọt bôn ní vinh cứ chia đầm lấy đầy tam tiệp xa rưu tam tiệp cỏng rưu tam đầm bò ní mùi ní mùi đà viê đầm lấy kết khăn nông mùi mẹt cỏ là đầy cầm nọt đầy cầm nọt cầm cao viê đầm lấy đầy kìm bàn pra pra bà. Hai đầm lấy đầy ní đá xong phật chạm đá tha cứ dân kết chia lời rìa bà khăn nông mùi mẹt cỏ là chẳng viê ác được nơi rì tình nông bớ như ác miền khăn nông mùi mẹt cỏ là cứ pram pon rìa มันเหมือนปรามปอนบุญเหมือนเรียลไอ้เจดามนางปันใต้ในตามขาดเนี่ยเนี้ยยังอาจมีดำไหลนั่นคือปลายปลัวแต่ตามปะสมปอนจังจังดังท่าตาปะสมปอนนั่งดำไหลได้ในขนมดำบอนนั่นคือเตาเวียดำไหลประมาณขนมมวยไม้กะล้าจังโลกสไลด์อาจโจลเตมเมอร์สกัดได้สมรัดเล็กโซนโซนกลางปีซอซอร์โรซอฮอฟโปรดจากทุกไงตีมาไพ่ประมาณบุญขาดทุนชั้นน้ำ ปีปอนปรามระบบคณะกรรมการเวดดัมไลท์ได้คลิมบานปราบรานี่ได้บานดับสับสายจิตสาธิณะในเลยแก่ตมปอระบบแก่อยู่ทางปนบ่าตามระยะลิงได้บานบางไฮในเลยกันจับนี่ไฮนึงตามอยากชูออกโกดโลสไลด์แกนชูออกโกดในเต้ก็อาจเตือนยกปะสมปอนในบานได้บ่าหรือก็อาจโจตึกน้องเว็บไซต์ระบบแก่อยู่ทางปนบ่าส่งโจตึกกันไลน์ฉบับหนึ่งบอดเป็นยัดประตอบมาส่งมาเรียกฉบับ โดยเด็กบอลบางไฮนี้ไฮนังเตยจำนวนตีใบคือยิงสโครตโรกลิขิตบทแทนสไลปีปนเลยได้คลิมบานปราประหัตจัดเตียนยาวเป็นนักลงลึกใส่อาจเมื่อปีปัจจุบันในการวิ่งดำไล่ได้บอลบานปราประสำหรับตู้แตงบริจินาจักรคำเชียบ่าจันโจมาดาวจำนวนตีพรำเปียปอนในการแกะเนียประปนสำหรับการแกะเนียประปนได้คลิมบานปราประ ยังจับดามอันวัดจับอีกชั่งน้ำปอนบุรอยกายสับปะมวยม้าบัสันยึดตามฉบับคือเปิดดาปนในบังการล้างคือรถถาบ้านเมียนการอันกรุโดยอันหนึ่งยาดอ้อยดอกในมูลแทนเกิดปนนั่งมาปอนปีรอยไม้กระลาจังปีไตใดจังกะในใดได้เมียนตมโฮมโตจึงมาปอนปีรอยไม้กระลานั้นคืออัตราจบปนเดปัตตาขนมกะในใดได้เหลือนั้นยังดอกมาปอนปีรอยไม้กระลาจังในซาบประมาณยังคนในมูลแทนเกิดปนให้นั่งคนนั้นอัตราปน ไปได้ฉบับจังมาดับบงก็โดยเฉพาะก็โดยเชียร์ราชนายน้องคือยังมีการอนุญาตได้ดอมปอนปีรอยแมทกาลานังปัตตาตามระยะฉบับยังโถชนามปีปอนพรำปีบ่าบานใจมาได้ลบจาวในการดอกในมูลแทนเกิดปนมาปอนปีรอยแมทกาลานังเฉยจังตามระยะฉบับยังโถชนามปีปอนพรำปีนังประกาศเลขบุรอยห้าสิบปีออมจมวยนังฉบับยังโถนั้นคือจับปีชนามปีปอนพรำปีมาคือ การแกะเนื้อแรงอันหนึ่งอย่างอ่อยดอกนกไตกะลาจังมาปอนปีรอยแมทกะลานังเทียไฮจังทำการแกะเนื้อยังแกะเนื้อจะปีก่อนขนมกะในบัสซันจะได้นั่งไตรจอบปนมนชนามปีปอนรำปีคือยังไตรดำใบแกะเนื้อประปนแต่ไตรบ้างคือยังหยกไตได้สลบดอกนั่งมาปอนปีร้อยก้นนั่งมูลทานกับนอดปนก้นนั่งตราปนปัตตาจับปีชนามปีปอนรำปีมาคือยังหยกไตได้สลบก้นนั่งมูลทานกับนอดปนก้นนั่งตราปนบ้านจังส่งโลกสายตมือุตหอมวยในขนมสลายในบ้านไปเจ้าท่าอุตหอท่าลูกก็กอดมีนได้ทลีมันบานปราประมือกันไล่ตมหอมบุญป้อนแม่กระลาหายดำไล่หมู่ทางเกิดปนได้กำนัดได้กันนะกรรมการไปดำไล่ได้คลิมบานปราประนั่นคือมาเมินปรามปอนเรียกน้องมือแม่กระเรงจังสำนึกแกเอาแกนนี้เราปนได้คลิมบานปราประแต่เตยบังขนมชนะปีปอนมาภัยมวยสำหรับกรรมสุดก็ได้กอดประกาศบังในขนมไข่มีตัวนั้นขนมชนะปีปอนภัยมวยเนี่ย จังจำล้าวยังแกะเนื้อแต่ก็ยังเยอะตมหงไตได้ผมบุญปอนมาตรลานั้นคนนั่งเหมือนปรามปอนเรียกคนนั่งปีเพื่อรอยจังยังเคยประปนแต่ไตบังปีเลี้ยนจัดเสมือนเรียกน้องมูชนามบ่าประปนแต่กอดไตบังโลกอดไตบังน้องชนามปีปอนไพ่หมูนั่นคือปีเลี้ยนจัดเสมือนเรียกแต่ตอนนั้นการอนุวัตในได้ยังสมเลิกยกจำนวนมวยได้แปะปอนในการอนุครูระบารีรัฐบาล โยงติดตามลิขิตเลขใบรหัสสัมปันสอจอนอจากทางไอตีปีข่าวอุสเพียชนะปีปอนดัมเปิลระบบตีสดการณ์รอนไตรนั่งลิขิตเลขปีรอยแปดสปรามดับรำปีอปอดจากทางไอตีสามสับข่าวธนูชนะปีปอนไพ่ระบบอาแกนอยู่ทางปนบ้าสำหรับอาเจ้าหน้าตรอบได้ผลตอนจมจีเหมือนบานกรรมเสร็จเรียงเฮลคลายทาพลังตนบ่าเรียรอทาบ้าบานอนุครูไอบองปนเลดได้คลิมบานปราประกึศจับปีชนะได้กอดตัวเสร็จจงกรอย จ้าอุมาทักการเศรษฐกิจแม่กอดการกับจ้าหน้าตรอบมวยนั่งใดมวยนั่งได้กอดติงมาขนมชนามปีปอนด์ดับแพร์โดยชนะรอทาบ้าอนุครูเกิดปนเลยได้คลิมบานประปรากึศจับปีทั้งไงได้กอดติงลุ่นเลยลิขิตเตยเสร็จจงกรอยนั่นคือเกิดจับปีชนามปีปอนด์ดับแพร์นั่งมาให้ตึมนั่งได้
ក៏ទទួលបាននៃការអនុគ្រោះមូលដ្ឋានកិត្តពន្ធ100លានរៀលចេញពីមូលដ្ឋានដែរវាស្មើនឹងប្រាក់ពន្ធ2លានរៀលបាទព្រោះអត្រាពន្ធយើងពី 70,000 ទេដែរអញ្ចឹងមានន័យថាដូចករណីមុននឹងខ្ញុំលើកធម៌មុនហ្នឹងបើសិនជាមួយឆ្នាំគាត់ជាប់ 2លាន 70,000 រៀលដូច្នេះបើសិនជាករណីហ្នឹងជាលក្ខណៈជាប្លង់តុនមានន័យថាចំណាក់ទ្រព្យតុនបានចំជីគឺកម្មសិទ្ធិក៏គាត់បង់តែ 70,000 ទេដែលมันមានពន្ធបន្ថែមក៏ពុំមានការប្រាក់ដែរគឺរដ្ឋាភិបាលបន្តការអនុគ្រោះលើកលែងនេះដើម្បីជំរុញឲ្យវិជាពលរដ្ឋមកធ្វើការចុះបញ្ជីនិងប្រកាសបង់ពន្ធដីគ្លីម៉ានប្រើប្រាស់នេះឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជៀសវាងមានការពិន័យនៅពេលក្រោយហើយតកតទៅនឹងការអនុគ្រោះនឹងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាការអនុគ្រោះនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបន្តអនុគ្រោះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ 2026នេះអញ្ចឹងសម្រាប់
សូមរុះរាន់មកចោះបញ្ជីនឹងបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមុនដាច់ឆ្នាំ2026នេះព្រោះកតកាលណាការអនុគ្រោះនេះផុតកំណត់នោះកម្មសិទ្ធិកដែលខកខានគាត់នឹងទទួលរងនៅទោសទណ្ឌនឹងពីនៃផ្សេងៗទៅតាមច្បាប់កំណត់ដោយមកមានការលើកលែងនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបទបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅចំណុចទី6និយាយអំពីកតាបកិច្ចតោះពីយើងដឹងពីការលើកលែងពីការគណនានឹងមកយើងទៅមើលពីកតាបកិច្ច វិញ ត្រូវពីយើងដឹងពីការលើកលែងពីការគណនានឹងមកយើងទៅមើលពីកតាបកិច្ចវិញតើតាបុគ្គលណាដែលជាប់កតាបកិច្ចហើយនឹងនីតិវិធីនៃការប្រកាសបង់ពន្ធវិញបាទសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីបានប្រើប្រាស់នេះគឺត្រូវបង់កម្មដោយកម្មសិទ្ធិកចំពោះដីដែលប្រមាណជាកម្មវត្ថុនៃពន្ធលើអចលនទ្រព្យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពន្ធលើដីធ្លីបានប្រើប្រាស់យើងប្រមូលចាប់ពីឆ្នាំ1600រហូតដល់ឆ្នាំ2006បាទប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2001រដ្ឋាភិបាលបានចេញ
ពន្ធដែលប្រមូលប្រចាំឆ្នាំបាទដែលកម្មសិទ្ធិកកត្រូវបង់ពន្ធនេះជាប្រចាំឆ្នាំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងចំពោះកតាបកិច្ចរបស់គាត់ពន្ធពីប្រភេទនេះគឺមិនអាចស្ទូនគ្នាទេចាប់ពីឆ្នាំ2016មកបើសិនជាឆ្នាំ2016មកក្នុងឆ្នាំណាដែលគាត់ជាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យគាត់អត់ជាប់ពន្ធលើដីក្លីមបានប្រប្រាស់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បំណុលពន្ធដែលមុនហ្នឹង សម្រាប់បំណុលពន្ធលើដីក្លីមបានប្រប្រាស់មុនហ្នឹងបើសិនជាកម្មសិទ្ធិកកត់ពុំតាន់បង់ត្រឹមត្រូវនោះទេគឺគាត់នៅតែជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ពន្ធលើដីក្លីមបានប្រប្រាស់ដល់ដែរហើយកម្មសិទ្ធិករនៃដីជាប់ពន្ធឬក៏អ្នកជួលដីពីរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវគណនាប្រាក់ពន្ធដែលខ្លួនឯងទៅតាមទម្រង់លិខិតប្រកាសដែលអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផ្ដល់ឲ្យយ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី30កញ្ញានៃឆ្នាំប្រមូលព
vĩnh bà chìa bố rốt rư cơ cảm sức có gọt ách thuê cả đại lịch khắp rốt nông bằng bôn lỡ đầy liên bàn bà bà nơi ạ kẹt này dụng thán bôn đà bà. Chầm nay ai đây đã thật nơi tam bàn đà khai cứ cảm sức có này đầy nâng cứ gọt ách đại lịch khắp rốt bằng bà bôn nơi xa khá bôn đà khai rư cơ nơi ạ kẹt dụng thán bôn đà có bàn đà chẳng chùm rớ bà gọt miên tì bà sân chìa gọt miên ạ chà nạ trọp nơi khác hay quạt trong tỷ lệ sản nơi bọc quạt các nơi riêng này cũng vẫn trong quạt cả bằng nơi riêng này cũng vẫn quạt ai mà cả bằng nơi kẹt giữa thành phần đà bàn và tái quạt cả ai tới bậc cả bằng nơi xa khang phần đà khác các bạn đài đại lai sẽ mở riêng này cũng vẫn bây đã sắp nông đồng bằng cũng vẫn nâng cứ quạt tới bậc cả bằng bàn tay nơi kẹt giữa thành phần đà như thế hay nếu không chấm lại đi đây không xong và chạy thay thà và cho bạn kẹt giữa thành phần đà dùng miền tập đoàn cục cường ở trong nạp trót ដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការវាតម្លៃនិងបោះពុំនៅលិខិតប្រកាសចេញពីប្រព័ន្ធជូនទៅឲ្យកម្មសិទ្ធិកោចុះហត្ថលេខាដើម្បីដាក់លិខិតប្រកាសនឹងដោយកម្មសិទ្ធិកោគាត់ពុំចាំបាច់បំពេញទៅលើទម្រង់លិខិតប្រកាសនឹងដោយខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ដីជាប់ពន្ធនីមួយៗកម្មសិទ្ធិកោគឺត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសមួយដាច់ដោយឡែកក្នុងករណីដីរបស់គាត់មាន 2 3 ប្លង់នៅជាប់គ្នា
ប្រកាសស្នើសុំបង់ប្រកាសពន្ធលើចំណេញមូលធនដែលនឹងដាក់អនុវត្តនៅពេលឆាប់ៗហ្នឹងពេលហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋបាលសារពើពន្ធពីនិតិខើញថាមានជាប់ពន្ធលើដីគ្លីមបានប្រើប្រាស់របស់សារពើពន្ធនឹងកំណត់ពន្ធជាឯកតោភាគីដែលមានពន្ធបន្ថែមគឺ 46 ខែនិតិវិធីនៃការដោះស្រាយមិនដឹងតវ៉ាវិញសម្រាប់កម្មសិទ្ធិកដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់មិនសុខចិត្តទៅនឹងការកំណត់ពន្ធរបស់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធគាត់អាចអនុវត្តទៅតាមវិធាននិងនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយមិនដឹងតវ៉ាដោយមានចែងនៅក្នុងប្រកាសលេខ 14.30/ប.ក.ចុះថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2005បាទហើយនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយមិនដឹងតវ៉ានឹងទន្ទឹមនឹងយើងមានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទសារពើពន្ធដែលកំណត់ឡើងដោយអន
2016 ba chăng flow nei ka da srai lom dap lom doy nei ka da srai bandang to va che batham nong kanai da kam sit ko pom sok chot ti 1 kot trai pchiyam da srai chmuoy mantrai pon da chung ka kot pom ban padal aikasa krob kron da mantrai pon da thveu ai khvas mu than nong ka kamnat pon aich ka kamnat nong pom toan ban tram trai chăng kot aich da srai nik chmuoy mantrai pon da san knong kanai da kot da srai mu mantrai pon da man hai kot mon sok chot kot aich da likhat to va tau prathean sakha pon da khat knong kanai dai dai sthat nou sakha pon da khat rue ko kot aich da likhat ma akya yothan pon da dambei da srai banang to va rue ko aich bto tau da kana kamka da srai viet sa pheu pon doich mien chai knong vithi ning prakas da ban banghai ne knong slide mon nang hai ning chong krai keu chomnoch da trou bto chong krai ke mphot keu jeung tau talaka da nou tam chbab nei knong prateh kamchea jeung keu jeung chomnoch chong krai nei viet keu jeung trou tau da talaka knong kanai da ba san je kana kamka da srai viet sa pheu pon kot nei da srai hai kot nei tae mon sok chat kot nei chang to va ba chăng สําหรับบทบังหารในថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅប្រធានបទស្ដីពីពន្ធលើដីឃ្លីមបានប្រើប្រាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលផ្សាយតតពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនិងជួយដល់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងការខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយដែលឈានដល់ទទួលការរងនៅពីនៃនិងទោសទណ្ឌផ្សេងៗការចូលរួមចំណែករបស់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់នៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា